rất cảm ơn công ty vì đã giúp cho tôi đạt được ước mơ cho con gái đi học. Wow. Con gái vào đỗ trường đại học Phân Pháp mà tôi không biết nghĩ là làm gì để nuôi con ăn học hay được. Thực sự thế thôi, còn chỉ đi tìm việc suốt mấy ngày đêm, không biết tìm ở đâu, nhưng mà chỉ có hôn cơn nước trên mạng ấy. Tôi mới thấy công ty tuyển việc tôi đến đây, tôi cứ nghĩ là mình lừa thôi. Tôi đi nhiều chỗ toàn lừa thôi, cứ nộp tiền thì không có việc làm. Tôi về tôi khóc nhiều lắm, tôi cứ không biết làm gì để nuôi con ăn học. Thực sự tôi đến đây, tôi ngày đầu tiên tôi đến tôi xin được việc, tôi về tôi mừng lắm. Tôi mừng mà đến 2 ngày sau tôi đi nhận ca làm đầu tiên thì vào đúng khách hàng thì được rồi, cũng chắc cho con đi học được rồi. Sau con gái bảo mẹ ơi cố gắng đi, xong tôi lại cố gắng đi tiếp. Tôi bảo thôi mẹ lại cố gắng để ca thứ hai xem như nào, để xem mẹ có cố gắng được không. Nhưng thực sự đến ca thứ ba thì tôi cảm thấy tôi rất như là mãn nguyện ấy. Tôi đã tìm được công việc làm, khách hàng yêu quý, khách hàng bảo là chị ơi nếu mà chị làm cho em thì để em kiếm em công ty chị làm cho em định kỳ. Đấy là lúc tôi hạnh phúc nhất, tôi đã tìm được việc làm thực sự như thế. Thứ ba bên Pháp mà tôi đã nuôi được con gái từ đó. Hỏi chị thêm một chút, chị có thể trả lời không? Chị có thể chia sẻ là cái chi phí học của con gái ở bên Pháp ạ? Con gái thì cháu được học bổng, tôi chỉ lo học tiền ăn cho cháu một tháng hết 14 triệu. Wow. 14 gì? 14 triệu. Vâng. Còn gia đình ở đây nữa. Nhiều việc đấy để đạt ước mơ cho con. Dạ vâng. Nên cảm ơn công ty rất nhiều là như vậy.